biển chung chung đất đất bồi phù sa. Người biển chung chung gian khó nhiều đời qua. Từ khi em xa quê nhà, từ đó anh nhớ mong người ta. Mùa đông mây lên lờ trôi, trời biển chung chung mưa lãng và tình ơi. Chờ em đây bao đông đông rồi mà em chưa về bên đời. Sao xưa nhớ ai mà đêm đêm vẫn còn thân. Chẳng khuya nhớ ai, chẳng chẳng bờ giữa lòng biết khơi. Lòng anh nhớ ai, anh còn mong chờ người xa. Con sông quê này đã xa, mà người đi biển biển phương xa. Dòng sông vẫn trôi, đò xưa nay không còn nữa. Mây kia vẫn bay, sao hờ hững giữa đất trời. Miền Trung nước lên đau lòng xa rồi người anh ơi. Quê hương man mát buồn, chiều miền Trung mưa tiếng bên xa. Hello, xin mến chào tất cả các bác nhá. Mến chào tất cả các bác. Vừa rồi cũng đã cho tất cả các bác cùng nghe thử với cấu hình sự kiện nho nhỏ này anh em nhé. Với cấu hình sự kiện nho nhỏ này thì em chỉ nói riêng tới dàn máy trong ngày hôm nay anh em nhé. Chỉ nói riêng đến dàn máy ngày hôm nay. Dàn máy này với anh em có thể thấy là rất là đẹp đúng không ạ? Rất là đẹp, có đầy đủ các cục đẩy và cốt rồi vang số rồi micro. Dàn máy này đồng bộ của Lux Acoustic anh em nhé. Dàn máy này 25 triệu, trên 25 triệu một chút. Thì có những thiết bị như thế nào? Thì đầu tiên đó là con Lux Acoustic E7 với công suất 4 kênh là 650 cho đến 700W trên một kênh anh em nhé. Cục này với 4 kênh thì chúng ta có thể đánh full. Hiện tại em đang đấu đánh full anh em nhé. Đánh full. Với này thì anh em có thể đánh được 8 cặp bát, 8 quả bát 25 anh em nhé. Hoặc là 4 quả 30 đều ok. Chơi thừa công suất thì anh em có thể đánh với dàn dây này anh em nhé. Dàn dây này. Đó, dàn dây này anh em có thể nhìn thấy không? Có thể đánh tốt được với dàn dây này luôn anh em nhé. Đó, dàn dây này luôn. Đó, ok chưa? Đánh tốt với dàn dây này luôn. Đó, thì với E7 này chuyên đánh full. Còn Lux Acoustic 1102, con này 1000W trên kênh thì chúng ta dùng để đánh súp anh em nhé. Đánh súp, con này thích hợp với quản lý nguồn thì rất là tiện lợi. Thì chúng ta có thể đánh cặp súp này anh em nhé. Có thể chơi tốt cặp súp này luôn. Đó, ok chưa? Đánh tốt cặp súp này. Đó, thì với này thì một cục đẩy đánh full, một cục đẩy đánh súp và dùng một con phân tần, con cốt server, con Lux Acoustic DX480, con này với giá là 5.8 triệu anh em nhé. Cục đẩy 1102 giá 6.2 triệu và E7 với giá là 6 triệu. Đó, tiếp theo thì một anh em có thể dùng mixer, hai là anh em có thể dùng cái vang số này. Hiện tại em đang dùng con D5 với giá 3.7 triệu bảo hành 3 năm, 3.7 triệu bảo hành 1 năm, 4.1 triệu bảo hành 3 năm anh em nhé. Đó, thì anh em có thể lựa chọn rất là tiện lợi anh em nhé. Con này thì hai đường mic riêng biệt, rất là tiện lợi và chỉnh tay cực kỳ là dễ dàng, gọn nhẹ và chống hú chống rít tốt. Tiếp theo thì em có ghép với 709 U709 cũng của Lux Acoustic, con này với giá 3.3 triệu anh em nhé. Bắt sóng cực tốt, có chế độ tự ngắt và tiếng cực kỳ sạch. Thì với combo này với trị giá là 25 triệu 300 thì anh em có thể sở hữu được với một bộ cấu hình đồng bộ của Lux Acoustic, dàn máy này đồng bộ của Lux Acoustic anh em nhé, và đánh mọi loa. Thì với bộ combo này thì chúng ta có thể đánh được với combo loa này anh em nhé, đánh được với combo loa này luôn. Đó, combo 8 tay Array Bass 25 và một cặp súp. Đó, thì anh em có thể chơi được tốt một combo này. Đây là dàn máy của Lux Acoustic luôn. Thì anh em nào lấy cả combo này luôn, combo này giá 74 triệu riêng loa thôi anh em nhé. Đó, 74 triệu. Thì anh em có thể thấy là riêng loa 74 triệu.
Đó, và bộ này 25 triệu thì tính vào tròn tầm 100 triệu đây anh em nhé. Đấy, thì anh em có cái chất âm cực kỳ sạch sẽ, cực kỳ là uy lực. Đó. Đấy, thì anh em có thể thấy là với một combo như thế này thì anh em có thể đánh tốt được rồi. Còn anh em nào có loa rồi thì anh em có thể dùng combo này. Đấy, thì hôm nay em giới thiệu với anh em một combo đồng bộ của Lux Acoustic. Thì anh em có thể tham khảo. Đó. Đấy, anh em có thể tham khảo với combo này, hát hay, dễ chỉnh và cốt em phân tần rất là tốt. Hiện tại em đang đánh một cặp súp ở bên dưới này. Cặp súp ở bên dưới. Và 4 quả bát 30 anh em nhé. Dư công suất. Đấy, 4 quả bát 30. Thì đánh với Array thì nó còn hay hơn anh em nhé. Đánh với bộ dàn Array này thì nó còn hay hơn khá là nhiều luôn. Đó. Đó, thì anh em có thể thấy. Thì mọi thông tin chi tiết mua hàng anh em có thể liên hệ trực tiếp cho bên em. Đó. Liên hệ trực tiếp cho bên em anh em nhé. Đó. Rồi ok, cảm ơn anh em đã xem video. Hẹn anh em ở clip lần sau anh em nhé.